Tại sao AdRock không cho chúng ta một cái option, đó chính là các bạn có thể xoay liên tục nhìn cho nó vui mắt. Đây chỉ có bật máy lên, đấy, các bạn thấy không, nó xoay một chút trên này này. Bật máy lên hoặc là 5 phút nó xoay một lần, xoay được một vòng và nhìn nó thật giật giật như kiểu cái kim đồng hồ ấy. Mà xoay xong vòng nhá, các bạn đợi lại thêm 5 phút nữa nó mới xoay tiếp. Sao không làm nó xoay luôn đi. Anh em có yêu nước không? Yêu thì mua ngay cái manbot made in Việt Nam rồi nhá. Tại vì đây là chiếc manbot sản xuất tại Việt Nam đắt nhất hiện tại, hàng Việt Nam. Nó là chiếc manbot AdRock Z590 Tai Chi và nó sử dụng cái chipset, anh em thấy, Z590 mới nhất của Intel dành cho các CPU Core i thế hệ thứ 10 và thứ 11. Và mình đã có review và các bạn sẽ có thể xem cái review ở đây. Mình đã có review rất rõ về 10900K và 11900K. Và đây là một chiếc mainboard có thể nói là đầu bảng dành cho anh em nào thích OC vọc vạch và muốn vắt kiệt cái khả năng mọi thứ từ con CPU Core i thế hệ thứ 10 hoặc thứ 11 mà anh em có. Thì đúng với tính chất là một con mainboard có giá thành khoảng tầm 12 đến 12,3 triệu đồng, nên là nhìn nó rất là to nạc nên to. Và ở bên cạnh chúng ta sẽ chẳng có gì cả, chỉ có tên nó thôi, AdRock Z590 Tai Chi. Và ở mặt sau thì nó có rất là nhiều mấy cái công nghệ được ở trên này mà tí nữa mình sẽ nói, tại vì bây giờ nói ra thì nó quá nhiều và chúng ta có một cái ảnh toàn bộ cái mainboard ở đây. Đấy. Đóng theo cái kiểu đúng kiểu mấy cái hộp Lego mở ra nhìn rất là sướng, anh em được nhìn vào con mainboard ở đây. Anh em thấy những cái tính năng cơ bản của nó ở bên kia và mình sẽ mở nó ra. Ở đây chúng ta sẽ có là hai cái ngăn. Một ngăn bên trên, sao lại không làm cái tay kéo ở đây nhỉ? Ngăn ở phía trên là mainboard thì tí nữa mình sẽ nói. Và ngăn ở dưới là những cái phụ kiện đi kèm con mainboard Z590 Tai Chi này. Ở đây nhá. Rồi, đầu tiên này, về bên sách vở thì chúng ta có những cái tờ giấy sticker mà các bạn dán. Không biết các bạn có thích cái logo Tai Chi này không, thì dán hay không tùy các bạn. Còn về cái bánh răng nó nhìn khá là hay ho. Chúng ta có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhanh nhưng mà nó dày, 247 trang. Và một cái đĩa cài driver, đừng dùng đĩa này, hãy download driver ở trên trang chủ của AdRock. Một cái tờ giấy phong bì thư à, thay hiểu cái này làm gì cả. Và chúng ta có một cái một quyển hướng dẫn nho nhỏ, dày là khoảng tầm 35-40 trang, và về cách hướng dẫn sử dụng phần mềm và các thứ trong BIOS của chiếc Z590 Tai Chi này. Vì dù gì đây cũng là một chiếc mainboard dành cho cái việc các bạn muốn tận dụng tối ưu hóa khả năng ép sung của CPU, nên là nó cũng phải cần khá là nhiều thứ tinh chỉnh trong BIOS. Ok, cái này rất hay này, cái này là tua vít. Chúng ta có 2 dây, 4 dây, 4 dây SATA, 4 dây SATA, chắc bây giờ cũng chả bạn nào dùng hết đến 4 cục SATA trên comment đâu. Bây giờ dùng NVMe hết rồi. Chúng ta có một cái móc khóa Tai Chi khá là đẹp, mình sẽ mở ra. Đấy, các bạn có một cái móc khóa nhá. Thì mình thấy thì như nó làm bằng nhựa và được in lên trên hình cái logo cái mainboard, nhìn khá đẹp nhưng không biết dùng sau một thời gian nó có bị bay màu hay không. Và đây là hai cái anten wifi, wifi trên bên này là wifi 6E và tí nữa mình sẽ nói thêm về cái wifi này. Và đây là mấy cái dây velcro để các bạn có thể gọi là đi dây lại bộ máy cho nó gọn gàng. Vâng, 3 bộ ốc NVMe cho các bạn. Đây là một chiếc quạt của AdRock và cái quạt này thì mình sẽ cho các bạn xem, nó khá là hay ho. Quạt dùng để thổi VRM, kích cỡ của nó là 3cm. Và nếu các bạn có quạt 4cm có thể dùng cái bracket đi kèm này của nó. Đây, bộ quạt thì mình gắn vào luôn. Và đây là cái bộ giá đỡ cạc nhá. Các bạn có giá đỡ cạc đi kèm main và cái này rất là tiện. Nó đỡ hơn mấy con cạc chống ở trong main khá nhiều. Và cuối cùng là cổng USB gắn ngoài để nó mở rộng thêm cổng USB à. Chắc là các bạn cảm thấy trên main chưa đủ nên là cho nó ra thêm hai cổng nữa. Và cuối cùng đều với nhân vật chính thì đây là một chiếc mainboard rất là nặng bình thường. Đây thì các bạn có thể thấy là tổng thể về bên ngoài của chiếc Z590 AdRock Tai Chi. AdRock Z590 Tai Chi nó màu đen, phủ toàn bộ tông đen, nên là các bạn mà kết hợp với những cái con cạc màn hình khác nhau, màu khác nhau vẫn thoải mái. Tại vì bây giờ linh kiện đen hết thì dùng RGB. Và đây là cái phần mà cái bánh răng và tí nữa khi bật máy nó sẽ xoay được cho các bạn. AdRock sẽ dùng toàn bộ đó chính là các phây điện 90A, 90A. Và nếu các bạn mà thích muốn tìm hiểu nó là loại gì thì nó ở đây. Và chung quy lại thì 90A bây giờ là tiêu chuẩn cơ bản của các cái mainboard gọi là giá thành cao và cao cấp.
để đảm bảo các bạn là OC các thứ nó vẫn đủ cái mát mẻ và cái tản nhiệt VRM rất là lớn. Và đây chính là cái chỗ mà các bạn dùng để gắn cái quạt 3cm vào. Và bây giờ mình sẽ gắn thử nó luôn. À đây, mình dùng luôn cái quạt đi kèm của mấy anh Arrox. Đây, có hai cái lỗ ở đây để mình có thể gắn quạt. Arrox họ ngoài việc trang bị một cái tản nhiệt VRM rất to nạc thì có lẽ cảm thấy nó chưa đủ mát hay sao mà cho chúng ta một con quạt nữa. Đây, sau khi mình gắn con quạt thì nó sẽ thổi thẳng vào khu vực VRM, tản nhiệt VRM ở đây. Và mình hy vọng là nó sẽ mát, còn mình mát hay không thì nữa tí nữa mình sẽ cho ăn thử full load con 11900K xem là nó như thế nào. Và ở đây các bạn sẽ có khe PCI Express thế hệ thứ 4. Và thực sự thì cái thế hệ thứ 4 này nó chỉ cho các bạn là băng thông thì cao hơn đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng cạc cao cấp như kiểu 3090 ấy, các bạn được thêm 1% hiệu năng. Nên là cái này gọi là để cho đẹp là chính. Còn dùng thì bây giờ dùng chưa hết đâu. Trên thế hệ thứ 4000, 5000 thì RTX 4000, 5000, 6000 thì chắc là may ra mới hết được cái khe 4.0 này. Và đấy, thì chúng ta có 4 khe RAM đấy. Và ở mặt sau này có lẽ các bạn quan tâm nhất đó chính là mặt sau của chiếc mainboard. Chúng ta có hai cái cọng anten Wi-Fi 6E mà bây giờ hiện tại các router trên thị trường đang là router Wi-Fi 6, cùng lắm là Wi-Fi 5. Nên là 6E bây giờ thì 6E bây giờ thì khá là ít tại vì nó dùng băng tần 6GHz. Nó vẫn tương thích được với các cái router 5G các bạn ngày trước, chả vấn đề gì cả. Và chúng ta có một cổng HDMI để xuất hình ở đây. Và ngoài ra có cổng Thunderbolt ở đây. Cổng Thunderbolt này hỗ trợ cho các bạn xuất là 4K 60Hz thoải mái tại vì đây Thunderbolt 4. Nó rất là xịn và các bạn sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cổng USB thì cũng là hơi ít thật. Và đó cũng là lý do tại sao mà Adobe chúng ta thêm 2 cổng thành 9 cổng USB ở trên này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là 2 cổng Internet, một cổng là 2, mỗi cổng là 2.5G. Và cổng Internet này thì Adobe họ giới thiệu đó chính là nó sẽ đi thẳng vào CPU chứ không qua chipset nữa. Và hiệu quả hơn hay không thì mình không biết, nhưng với cái đường mạng ở Việt Nam thì có lẽ là các bạn không dùng hết để được đến cái đường 2.5G này đâu. Và cuối cùng là cổng âm thanh ở đằng sau này Retech. Nhưng mà một điểm đặc biệt đó chính là cái phần âm thanh mặt trước của con Adobe này là âm thanh ESS. Mình không nhớ tên đầy đủ nó là gì. Nó là đây ESS Sable 9218 DAC. Thì con này là một con rất là hay và mạnh, và hay hơn rất nhiều với con Realtek ở mặt sau. Nên là các bạn khi mà dùng con này với cả tai nghe thì hãy cắm cổng front panel audio mặt trước để tận hưởng được toàn bộ cái công nghệ âm thanh hay nhất trên con Adobe này. Mình hy vọng là thế. Còn các bạn gọi là thấy nó hay hơn hay không thì chắc là tai nghe xịn mới được. Và ngoài ra Adobe họ có hai cái cổng USB thành riêng cho chuột và phím. Và theo như quảng cáo ấy thì nó sẽ giúp các bạn là truyền tín hiệu về chuột riêng, phím riêng, và cái gọi là cái tần số pulling rate nó cao thì nó sẽ không bị gọi là lost gì cả. Và đây thì hỗ trợ cho các bạn nếu mà các bạn nào dùng những con bàn phím như kiểu là con Corsair, là con Razer gì đó, pulling rate nó từ 4000 đến 8000 Hz, thì các bạn dùng cổng này thì họ bảo là có khác biệt. Nhưng mà thực sự là với cái hành động của con người ấy, thì mình nghĩ là rất khó để có thể các bạn cảm nhận được cái sự khác biệt giữa cái phần USB cắm cổng này hoặc là cắm các cổng này khác nhau. Cũng rất là khó để có thể nhận biết khác biệt. Và còn lại thì mình thấy đây là một mainboard nhìn to, nạc, dài, nhưng mà để ngon hay không thì có lẽ là mình sẽ thử nghiệm nó. Nhất đó chính là cái phần hệ thống VRM, và mình sẽ thử nghiệm với cả chiếc Core i9-11900K. Đây mới là hộp xịn này, hộp hôm trước, hộp đi theo đây, thấy xịn không? Đây là hộp hàng sample của Intel. Đấy, các bạn, Design to Game, các bạn nào chưa xem review 11900K có thể xem ở đây. Mình đã có review rồi, và chúng ta có một cái cổng, có một cái đại in rất là đẹp, hoành tráng. Và đây là con CPU Core i9-11900K. Ước gì Intel họ đóng hộp những con CPU 11900K nó như thế này, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. À. Luôn luôn đừng mở cái nắp đen ra trước nhé. Đấy, rồi chúng ta đã có con 11900K. Và cái tua vít này này, thì nãy mình các bạn có thể không biết làm sao, thì đây là tua vít dùng để các bạn là gắn mấy cái tản NVMe. Và SSD trên này cũng hỗ trợ là Gen 4 nhá, nên là các bạn có thể thoải mái gắn những con tốc độ 7GB một giây vào đây, chả vấn đề gì cả. Thực ra là làm cái ốc 6 rất là đẹp, nhưng mà khi các bạn chẳng may các bạn mất cái con tua vít, ốc vít này ở trên con
cùng con men ấy thì tháo ra khá là khổ. Các bạn sẽ phải mua cái ốc 6 ở ngoài. Đây chúng ta có cái tản gắn vào để tản nhiệt. Rồi mình đã vào cắm thử chiếc mainboard này lên một con CPU và nhìn qua ấy, thì cái hệ thống đèn LED có thêm một mainboard trên con Adreno Z590 Daichi được bố trí khá là nhiều chỗ. Các bạn sẽ có LED rất hay để có LED viền xung quanh này, nhưng mà không hiểu sao một bên này bị tối. Chúng ta có LED viền xung quanh, chúng ta có LED ở chỗ logo này, chúng ta có LED chỗ bánh răng ở đây. Nhưng một điểm này này, ở đây mình đang dùng là con IKIO Elite 360 nên là khi mà mình cố gắng mình xoay con block này sang bên trên chẳng hạn để mình có thể gắn được 4 thanh RAM thì chúng ta không xoay được, tại vì cái tản VRM này cấn vào con ốc này và chắc chắn là những cái con tản All-in-One khác cũng sẽ bị cấn khi mà các bạn xoay dọc cái block này ra để các bạn có thể gắn được 4 khe RAM. Và các bạn chỉ có hướng duy nhất các bạn xoay được ấy, đó chính là các bạn xoay hai cái ống nước này ở dưới này, các bạn chỉ xoay được ở đấy thôi. Và nếu mà khi mà xoay ngang này thì các bạn mặc định sẽ không gắn được ở hai cái thanh đây, hai thanh A1 và thanh số B1. Và do cái công nghệ RAM ở trên bên này là công nghệ Daisy chain nên là hai thanh RAM, hai thanh slot A2 và B2 là hai slot các bạn được tín hiệu gần nhất với cả CPU. Và vì vậy các bạn gắn RAM hãy gắn cho mình hai thanh A2 và B2 này, và gắn A1 B1 là gắn sau thôi, chứ đừng gắn 213, gắn 13 là nó không đạt được cái hiệu năng tối đa nhất. Và theo lý thuyết là như vậy. Thì Adreno cũng có phần giới thiệu ở đây cho các bạn. Rồi, thì chúng ta sẽ có ở trong cái BIOS của Adreno thì sẽ các bạn sẽ nhìn thấy khá là nhiều thứ, tốc độ quạt này, MOSFET này, tốc độ RAM, XMP. Nhưng ở đây mình quan trọng đến hai thứ thôi. Với việc OC thì thực sự là con CPU 11900K này mức xung mặc định là khá là cao và thực sự thì nó nóng. Nên là tí nữa mình tắt nhiệt thôi, còn mình sẽ không OC trực tiếp bên trên con main này. Bạn nào thích các bạn có thể OC lên cao hơn nữa, ví dụ 5.4, 5.5, 2 nhân. Còn để 5.1, 5.2 trên 8 nhân là rất là nóng rồi. Và ở đây các bạn sẽ có hai cái các bạn chỉ từ đèn LED ở trong này. Đèn LED như mình nói, chúng ta sẽ có cái ở chỗ phần chipset này khá là nóng. Chúng ta sẽ có ở phần xung quanh hai bên này, chúng ta có phần VRM. Và đây các bạn sẽ chỉnh được khá là nhiều loại rainbow này, stack này, apply thử nào. Và thực sự thì đây nói chung là các bạn sẽ có mấy cái thể loại LED tùy chỉnh. Nhưng mà LED của Adreno thì trước giờ mình chưa bao giờ mình đánh giá cao cả, nên cho các bạn là gọi là có cho đẹp thôi. Cả về tốc độ chạy lẫn cả về hình thái thì nhìn thực sự là nó ở mức gọi là nhìn cho nó có thôi. Còn bảo là đẹp thì thực sự là không hẳn là đẹp. Và thứ hai đó chính là phần cái phần này này. Khi các bạn bật lên ấy thì phần này nó sẽ bắt đầu xoay. Thì Adreno cho các bạn chỉnh đó chính là cái phần thời gian xoay mỗi 5 phút, mỗi 10 phút, mỗi 30 phút, mỗi 1 tiếng hay là tắt đi. Và mình không hiểu sao là thực sự ấy, là cái này nó tốn rất ít điện. Và tại sao Adreno không cho chúng ta một cái option đó chính là các bạn có thể xoay liên tục nhìn cho nó vui mắt. Đây chỉ có bật máy lên, đấy, các bạn thấy không, nó xoay một chút trên này này. Bật máy lên hoặc là 5 phút nó xoay một lần, xoay được một vòng và nhìn nó giật như kiểu cái kim đồng hồ ấy. Mà xoay xong vòng nhá, các bạn đợi lại thêm 5 phút nữa nó mới xoay tiếp. Sao không làm nó xoay luôn đi. Rồi, mình sẽ để nó 5 phút xoay lần. Và bây giờ mình sẽ vào trong phần win để xem là chúng ta nhiệt độ của con VRM này bao nhiêu khi mà chúng ta chạy Pride95 full tải AVX Sport FFT. Và ngay lập tức, nếu các bạn chưa biết thì 11900K đã đạt nhiệt độ là tối đa là 114 độ C ở nhân số 5 sau khi mình chạy Pride95 của khoảng vài giây. Và đây là một mức điện tiêu, mức nhiệt cực kỳ khủng khiếp, tại vì hiện tại mình đang chạy là 300W là tối đa mức nhiệt mà của con 11900K này có thể tỏa ra. Và đấy, CPU tối đa là 116 độ khi mà mình chạy, các bạn thấy kinh khủng không? Thì với cái mức tải như này ấy, thì mình sẽ xem thử là cái nhiệt độ VRM trên cái con Z590 Daichi là như nào. Thì chúng ta sẽ có nhiệt độ VRM ở trong phần mềm đang báo là VRVCC thì nó sẽ là 60 độ C nhiệt độ VRM. Bây giờ mình đo thử bằng cái Fly thì mình sẽ đo thử đấy nhá. Cho nó sang chế độ video. Rồi ok, bây giờ mình sẽ là đo thử. Thì khu vực VRM đây là khu vực nóng nhất, mình đang đạt là khoảng tầm là 56-57 độ C ở phần MOSFET. Nó khá là tương đồng đúng với cả cái mức mà hiện tại ở trong phần mềm HW Info đang báo.
Thì thực sự thì nếu mà các bạn dùng thì các bạn cũng ít khi, rất ít khi các bạn dùng đến cái mức gọi là 300W như mình đang test đây. Đây là một cái mức gọi là, nó gọi là vắt kiệt toàn bộ mọi thứ của con 11900K rồi. Và anh em là thấy nó khá là nóng. Thì con Z590, Arok Z590 Tai Chi này vẫn đạt được cái nhiệt độ VRM khá là mát. Khi mà toàn bộ VRM ấy, chúng ta chỉ có khoảng tầm là 56-60°C mà thôi, hoàn toàn là không có hiện tượng quá nhiệt. Tại vì dù gì Arok có trang bị một hệ thống VRM khá là tốt trên cái con Z590 Tai Chi này. Vậy đây có phải là một cái mainboard tốt hay không? Thì nếu với cái mức giá 12.3 ấy, thì những cái gì mà Arok Z590 Tai Chi đem đến cho các bạn về cái khả độ ổn định các bạn khi chạy thì rất là tốt. Tại vì hoàn toàn là khi mình chạy cái Pro 95 AVX512 lên trên 11900K, mainboard vẫn rất là mát và chả có vấn đề gì cả. Và về hình thức thì tùy các bạn, mắt các bạn nhìn, tùy các bạn thấy đẹp thì các bạn mua. Còn với mình thì đây là hình thức gọi là mức đủ dùng khi mà toàn bộ mainboard được trang bị màu đen, nên là các bạn kết hợp với các linh kiện khác khá là hay. Về điểm trừ ấy, thì thứ nhất đó chính là phần bánh răng này. Không hiểu sao Arok hơi kỳ bò điện khi mà cho chúng ta cái phần bánh răng 5 phút để quay một lần là tối đa. Về thứ hai đó chính là cái về cái phần thiết kế VRM, mặc dù ấy thì họ có trang bị là một cái quạt VRM đây, và mình sẽ thử tháo ra xem như nào. Quạt VRM, và nhưng mà họ vẫn trang bị cái phần VRM rất là dày, nên là các bạn sẽ bị thỉnh thoảng các bạn sẽ cấn một vài thứ khi mà các bạn gắn những tản nhiệt All-in-One cỡ lớn như thế, như con EK IO Elite 360 này, hoặc là các bạn sẽ gắn những con tản nhiệt khí nó cỡ lớn thì có thể sẽ có tình trạng gọi là bị cấn rồi bên boss. Cái này thì tùy thôi. Còn những cái trang bị khác mà Arok trang bị cho chúng ta như là Wi-Fi 6E, cổng chuột riêng, USB riêng cho bàn phím và chuột, hay là mấy cái như là đường LAN riêng thẳng vào CPU, thì mình nghĩ là rất khó các bạn có thể nhận ra được cái sự khác biệt giữa dùng cái này và dùng cái kia. Mà các bạn quan trọng đó chính là nó mát hay không thôi. Thì với 12,3 triệu đồng bỏ ra thì đây vẫn là một cái lựa chọn khá là ổn trong cái tầm phân khúc mainboard cao cấp dành cho những con CPU 11900K hay là 11700K. Nên mình tháo quạt ra, nó đang lên là khoảng tầm 64-65°C VRM. Nói chung là có thì tốt, cứ gắn vào chả chết ai đâu. Và bây giờ các bạn nghĩ sao về chiếc mainboard Made in Việt Nam có giá 12,3 triệu đồng này thì cho mình biết trong phần comment ở phía dưới video nhé. Và đừng quên là chúng mình vẫn sẽ giveaway liên tục. Và ngay khi chúng mình đạt 120.000 sub, tức là khoảng tầm 200 lượt sub nữa thôi, thì chúng mình sẽ tổ chức giveaway một phần quà khá là lớn để cho các bạn. Và các bạn đừng quên ấn subscribe video của Hà Lạc Computer nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào trong các video sau.